các bạn, ở trên Galaxy Note 10 cộng ấy thì có một cái tính năng cực kỳ hữu dụng và đặc biệt cần thiết cho các doanh nhân, đó là tính năng đặt lịch. Đặt lịch mà khi mà chúng ta sử dụng cái bút S Pen này thì nó rất là hiệu quả. Đấy, ngoài cái tính năng là chúng ta có thể kết hợp giữa tính năng ghi chú trực tiếp lên lịch, nhưng mà cái tính năng này thì nó có một cái điểm yếu, đó là chỉ có ghi được trên lịch mà lịch tháng thôi, không có ghi được lịch ngày và lịch tuần. Cái đặc điểm của cái lịch này, các bạn nhìn thấy đây nhé, tôi sẽ cho bạn thấy này. Thứ nhất là cái lịch này thì nó có một cái đó là nó có một cái cải tiến, đó là khi mà hôm nay là mùng 1 thì nó sẽ hiện lên mùng 1, hôm nay mùng 2 thì ở đây là nó hiện lên mùng 2 này. Đấy, nó bắt đầu giống lifetime trong Windows ấy các bạn ạ. Đây là một tính năng rất hay. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử tiến hành là ghi chép lên lịch nhé. Đây. Đấy, bây giờ tôi bắt đầu tiến hành ghi chép lên lịch này, rất hay. Tôi ví dụ như tôi chuyển sang cái tháng mới đi cho rất là rõ đi. Thì ở trong cái lịch tháng này đây, chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng ở trên cùng đây. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ viết lên trên lịch của chúng ta. Ví dụ như là ngày mùng 2 là ngày mai chúng ta sẽ làm gì. Chẳng hạn như là xem phim. Xem phim chẳng hạn. Chúng ta có thể thay đổi màu sắc ở đây, kích cỡ của bút nét bút ở đây, rồi cái loại bút, bút chì này hoặc là màu xanh này, vân vân, đúng không? Thì chúng ta ở đây lại có thể thêm là quan trọng, chẳng hạn thế. Đây là chúng ta viết bằng nét chì cho nó hơi không rõ, chúng ta chuyển sang nét này, chẳng hạn chúng ta có thể ghi cái nét này bằng cái bút tím chẳng hạn. Như ta nói là môi giới, bất động sản, chẳng hạn thế. Thì đây là chúng ta có thể, và chúng ta lưu. Thì ví dụ chúng ta chuyển lại và hôm sau chúng ta bật lịch lên thì lịch nó vẫn hiện ở đây. Nhưng các cái chữ này, chữ viết của chúng ta vẫn ở đây. Thế cái tính năng này có thể, nhưng mà khi chuyển sang cái chế độ là xem lịch ngày. Đây ta nói ví dụ như chuyển lịch ngày đây. Nó lại không xuất hiện cái biểu tượng này nữa, không xuất hiện biểu tượng cái bút ở đây nữa. Đó, mà nó chỉ hiện ra những cái lịch thông thường mà thôi, hay là giờ lịch tuần đi thì cũng không hiển thị. Chúng ta chỉ thấy ở đây này, biểu tượng cái thực đơn đây nó ghi là lịch tháng thì hiển thị chữ viết tay, còn lịch năm thì chưa, và lịch tuần chưa, lịch ngày thì chưa. Như vậy thì ở đây là cái tính năng này nó là hơi thiếu, và tôi hy vọng rằng trong bản cập nhật tới đây thì Samsung sẽ cập nhật tính năng này trên Samsung Calendar. Đây các bạn lưu ý nhé, đây là phần mềm của Samsung, Samsung Calendar chứ không phải là Calendar của Google hay gì khác cả. Đấy. Nhưng mà chúng ta có thể vẫn có thể viết tay được, đúng không? Kết hợp với chế độ viết tay được ở trên cái việc tạo lịch này. Ví dụ ta lấy, ví dụ như ta nhấp vào đây. Thì ở đây tôi đặt lịch là ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh, đúng không? Là cả ngày. Thì ta nhấp vào đây. Và ta sẽ chọn biểu tượng cho cái ngày này. Đấy, Quốc Khánh này, cả ngày này, ta nhấp vào đây. Và ta có thể chọn cái biểu tượng cho cả ngày. Rồi ví dụ như đây. Đấy, Quốc Khánh này. Đấy, ta biểu tượng là trái tim và một con cóc ở trong. Đấy. Và cái lịch tiếp theo là sáng tạo từ 0 đến 1 giờ. Lịch tập môi thái từ 3 đến 4 giờ. Lịch tiếp theo là tôi lấy ví dụ. Chúng ta có thể sử dụng bút S Pen thay vì chúng ta gõ ở trên này. Ví dụ chúng ta thử gõ là đi môi giới chẳng hạn. Đi môi giới bất động sản. Bất động sản. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng bút S Pen, chúng ta tạo một cái lịch tiếp, chúng ta ấn vào đây chế độ T. Và chúng ta sẽ đưa ra chế độ S Pen, ví dụ như là gọi điện cho chị Hường. Các bạn thấy là từ chữ của tôi rất là xấu đúng không? Nhưng mà nó nhận ra gần như là hết. Đấy. Gần như là chính xác 100%.
Đó, mặc dù là cái chữ hờ đứt nét nhưng mà nó đã nhận ra. Đó, rất là tuyệt vời. Và chúng ta lưu thì cái chúng ta có thể chọn giờ nhưng nó quên mất, cũng chưa chọn giờ. Những chọn giờ đây là ví dụ 10 giờ 7 giờ sáng nhỉ, 7:30 đấy, vân vân. Thì đấy là cái chế độ đặt lịch, và đối với từng cái lịch này chúng ta có thể chọn biểu tượng cho nó đấy. Ví dụ như là chúng ta có thể chọn biểu tượng đây, rất nhiều biểu tượng. Ví dụ thế, chúng ta lưu và chúng ta sẽ tạo ra một cái lịch rất là sinh động. Nếu các bạn nhìn thấy này, đấy, lịch tháng này, và chúng ta chuyển sang lịch tuần này, đấy, chuyển sang lịch ngày này, rất là sinh động, đó, rất là dễ dàng. Chúng ta cũng có thể đây. Chúng ta có thể bỏ chọn cái chế độ chữ viết tay này. Đấy, bỏ chọn đi. Hiển thị chữ viết tay thì nó sẽ không hiện ra nữa. Đúng không? Thì cái lịch nó sẽ không hiện ra chữ viết tay nữa, mà chúng ta hiển thị chữ viết tay nó lại hiện ra. Đấy. Thì đấy là cái tính năng rất là hay trong cái lịch của thằng Samsung, của Samsung Calendar. Đấy. Và tuy nhiên thì có một cái phần mềm tôi nghĩ rằng là cũng tương đối hay và có chức năng tương tự như Samsung Calendar, đó chính là phần mềm Palu. Tôi lấy ví dụ như ở đây tôi đã chọn sẵn rồi, phần mềm Palu. Đây là một phần mềm mà chuyên về lịch. Đấy, phần mềm miễn phí 100%, các bạn có thể search trên Google Play. Tôi lấy ví dụ như là hôm nay thì ngày mai thứ ba tôi sẽ đặt lịch như thế nào. Tôi nhấp vào đây. Đấy, thì cả ngày thứ ba sẽ lên. Tôi sẽ ghi là thứ nhất là tập Muay Thái, tập Muay Thái chẳng hạn. Đấy, để giảm cân. Chúng ta cũng có thể chọn các loại bút ở đây. Đấy, ví dụ như là cái bút đánh dấu hay là cái biểu tượng chẳng thế. Chúng ta có thể phóng to thu nhỏ biểu tượng này. Đấy. Nhưng mà khi phóng to thu nhỏ nhé, chúng ta không được dùng cái con trỏ chuột mà chúng ta sử dụng các cái ngón tay để chúng ta phóng to thu nhỏ, hai con tay đúng không, phóng to thu nhỏ. Chúng ta có thể chọn kiểu bút đúng không, hai. Chúng ta có thể chọn màu sắc đúng không, hai này, chẳng hạn như là gọi điện cho chị Hường đúng không, chị Hường chẳng hạn đấy. Đấy. Và chúng ta thêm biểu tượng cho nó, chẳng hạn gọi điện. Thì ví dụ thế, và khi các bạn ví dụ như là bạn hoàn thành rồi công việc rồi, chúng ta có thể gạch gạch ngang này, và chúng ta có thể đánh dấu tích này đúng không, rất là hay. Và nó sẽ tự động lưu nhé các bạn nhé, chúng ta ấn back ra ngoài nó tự động lưu. Tôi chưa là nó quên, chúng ta phải ấn đăng nó mới tự động lưu. Đấy, nó thoát ra một gọi điện chi hương, ví dụ thế, gọi điện mà chúng ta ấn đăng thì nó sẽ lưu vào đây và nó sẽ hiện trên trên chúng ta nhấp vào nó sẽ hiện lên đó. Thì cái đây là một cái dạng lịch mà sử dụng cái bullet span rất là hay. Như vậy là chúng tôi đã vừa giới thiệu qua hai phần cái tính năng rất là quan trọng trong Galaxy Note 10 và các dòng Galaxy Note nói chung. Nhưng mà Galaxy Note 10 mới có cái tính năng này nhé, và tôi hy vọng rằng bản cập nhật sắp tới đây thì Galaxy Note 20 cũng như là bản cập nhật tới đây của cái Android, hệ điều hành Android cho Windows, cho Samsung, thì nó sẽ có cái tính năng là ghi chú trên ngày, ghi chú trên tháng, rất tiện lợi cho chúng ta. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nhé.